Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh tin tức 24 giờ TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, kính mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Bắt phó trưởng phòng tài nguyên môi trường gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Luật sư đại diện tiết lộ công vinh Thủy Tiên kiện 3 người, bức xúc làm rõ tin đồn nợ 17 tỷ nhận lời tham gia tọa đàm về từ thiện, Thủy Tiên bất ngờ vắng mặt vào phút chót vì lý do sức khỏe. Cơ duyên giữa Đàm Vĩnh Hưng và bà Phương Thằng từng hát trong tiệc thôi nôi bé Hằng Hữu, 8 năm sau đem đơn đi kiện. Đánh người trực chốt kiểm dịch, một nhân viên bệnh viện lãnh án 6 tháng tù. Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra vụ xô xát giữa người dân với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 liên tiếp bắt hai đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Đắk Nông. Nhận 16 năm tù từ việc vác dao đi đòi chó cưng. Ngay sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Bắt phó trưởng phòng tài nguyên môi trường gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Ngày 25 tháng 9, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tiến hành bắt bị can tạm giam 4 tháng, khám xét chỗ ở và nơi làm việc Đối với vì cảnh vẻ 35 tuổi, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Minh tỉnh Hà Giang để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo như kết quả điều tra, từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Minh tiếp nhận 6 hồ sơ vụ việc liên quan đến hoạt động khai thác đá vôi trái phép do công an huyện Yên Minh chuyển đến để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vi cảnh vẻ đã thực hiện không đúng các quy định của pháp luật, dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng như tham mưu đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân huyện yên minh xử lý các vụ việc không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật, đề xuất không tịch thu phương tiện vi phạm hành chính thuộc trường hợp phải tịch thu mà không có căn cứ, chủ trì hội đồng định giá tài sản là tăng vật tịch thu xung quỹ nhà nước không đúng nguyên tắc thiếu khách quan. cơ quan công an xác định hành vi của vẻ gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn cho tài sản của nhà nước với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Luật sư đại diện tiết lộ công vinh Thủy Tiên kiện 3 người, bức xúc làm rõ tin đồn nợ 17 tỷ. Thời gian vừa qua, Thủy Tiên công vinh vướng vào ồn ào từ thiện với những tin đồn ăn chặn gây xôn xao khắp các trang mạng xã hội. Để chứng minh sự minh bạch và trong sạch, Hai vợ chồng nữ ca sĩ đã tiến hành sao kê ngay trước toàn thể mọi người vào ngày 17 tháng 9 tại ngân hàng. Tại buổi livestream công vinh cũng tuyên bố sẽ kiện những cá nhân đã có hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự gây ảnh hưởng đến công việc cuộc sống của gia đình mình. Mới đây trong một buổi phỏng vấn, luật sư Phạm Vũ Tuấn đại diện phía Thủy Tiên và Công Vinh cho biết sẽ cân nhắc sử dụng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự tùy theo mức độ nghiêm trọng của sự việc bà Trần Thị Thủy Tiên cùng ông Lê Công Vinh đã làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an về hành vi vi phạm pháp luật của ba cá nhân đã có những phát ngôn xuyên tạc vu khống, xúc phạm đến danh dự nhân phẩm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của ông bà Lê Công Vinh, Trần Thị Thủy Tiên. Hiện tại, ba đơn tố giác tội phạm trên đang trong quá trình xem xét của cơ quan chức năng. Đối với việc khởi kiện dân sự, chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ cần thiết. Thời gian tới, sau khi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chúng tôi sẽ tiến hành khởi kiện dân sự đối với các cá nhân khác có hành vi trái pháp luật làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình, luật sư Tuấn cho biết. Ngoài ra thời gian gần đây xuất hiện tin đồn Thủy Tiên có món nợ 17 tỷ trước khi đi từ thiện và sau đó thì đã trả hết sau khi kết thúc chuyến từ thiện. Về việc này ông Tuấn khẳng định, chúng tôi rất bức xúc trước hành động nguy hiểm và coi thường pháp luật nói trên mong chờ cơ quan an ninh và thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước làm rõ sự thật, trừng trị các hành vi vi phạm pháp luật và trả lại niềm tin cho các công dân có giao dịch tại các tổ chức tín dụng. Trước những phát ngôn, những thông tin phản hồi về việc của Thủy Tiên Công Vinh, chúng tôi sẽ xem xét các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng mà sẽ cân nhắc sử dụng các biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự theo đúng quy định của pháp luật. Nhận lời tham gia tọa đàm về từ thiện, Thủy Tiên bất ngờ vắng mặt vào phút chót vì lý do sức khỏe. Kính thưa quý vị, câu chuyện sao kê từ thiện đã là vấn đề nóng hổi được dư luận quan tâm. Trong tâm bão xoay quanh chuyện minh bạch từ thiện của một số nghệ sĩ, báo Đại đoàn kết, cơ quan ngôn luận của mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến cá nhân làm từ thiện thế nào cho đúng vào chiều ngày 24 tháng 9. Khách mời giao lưu có tiến sĩ luật Lưu Bình Nhưỡng, đại tá tiến sĩ luật sư lê ngọc khánh ca sĩ thái thùy linh và cả những người dính không ít những tranh cãi như là mc phan anh và ca sĩ thủy tiên ca sĩ thủy tiên đã nhận lời tham dự tọa đàm nhưng cho đến phút cuối đại diện thủy tiên cho biết cô từ chối xuất hiện vì lý do sức khỏe ca sĩ thủy tiên báo lại với ban tổ chức chuyện này và đã ủy quyền cho một luật sư đại diện tham dự tọa đàm tuy nhiên phía báo đại đoàn kết cho rằng buổi tạo đàm để lấy ý kiến ghi nhận khúc mắc từ những cá nhân trực tiếp làm việc từ thiện. Việc một khách mời cử người đại diện, dù là luật sư là chưa phù hợp, vì thế phía Thủy Tiên đã vắng mặt trong tọa đàm. Nhiều người quan tâm đến vấn đề từ thiện cũng như chờ đợi sự xuất hiện của Thủy Tiên ở tọa đàm đã tỏ ra thất vọng. Kể từ khi công khai sau kê từ thiện, livestream trước cử ngân hàng hôm 17 tháng 9, Thủy Tiên chưa lộ diện lần nào trước công chúng. Những vấn đề như làm hồ sơ kiện, trả lời về các thắc mắc liên quan đến từ thiện đều do luật sư hoặc FC của cô đại diện lên tiếng. Có thể thấy việc từ thiện không chỉ là gói mì túi sữa, từ thiện còn là sự thấu hiểu, dấn thân đến với từng hoàn cảnh. Dư luận mong đợi việc các cá nhân có dấu hiệu trục lợi từ thiện sẽ phải đối mặt với pháp luật để lòng tốt vẫn được lan tỏa đúng nơi, đúng người. Tiết lộ cơ duyên giữa Đàm Vĩnh Hưng và bà Phương Hằng, từng hát trong tiệc thôi nôi bé Hằng Hữu, 8 năm sau đem đơn đi kiện. Ngày 21 tháng 9 vừa rồi là ngày sinh nhật thứ 9 của quý tử Huỳnh Hằng Hữu, con trai doanh nhân Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng, tỷ phú nhỏ tuổi nhất Việt Nam đã đón một sinh nhật tối giản, ấm áp bên gia đình. Nhưng anh chị của mình cho biệt thự dát vàng, nữ CEO của Đại Nam vẫn tươi vui chăm chút cho sinh nhật con trai, dù thời gian gần đây có thông tin nam nghệ sĩ đã kiện bà vì những phát ngôn trên mạng xã hội. 8 năm trước, vào dịp thôi nôi, cậu ấm nhà Đại Nam đã được tổ chức một bữa tiệc xa hoa, khiến cả Sài Gòn choáng ngợp. Bữa tiệc năm ấy được tổ chức ở khách sạn Sheraton, 600 khách mời với dàn siêu xe đã góp mặt. Trong ngày sinh nhật đầu tiên của con trai, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng đã tuyên bố trao khối tài sản khổng lồ của gia đình cho bé. Khối tài sản này bao gồm khu du lịch Đại Nam, khu công nghiệp Sóng Thần 2, khu dân cư Dĩ An, khu công nghiệp và dân cư Sóng Thần 3, tỉnh Bình Dương, khu dân cư Bình Phước thuộc sở hữu của vợ chồng Huỳnh Huy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng. Cũng trong đại tiệc này, thì hai doanh nhân đã trả tặng 261 triệu để tài trợ mổ tim cho bốn bệnh nhi. Đó là cơ duyên đầu tiên mà vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng gieo vào con trai, gửi gắm thông điệp cậu bé sẽ tiếp bước cha mẹ có trái tim nhân hậu, cống hiến cho cuộc đời, sẻ chia với những hoàn cảnh cái may mắn. Nhưng điều khiến dân mạng sục sôi hơn đó là lục lại ảnh cũ. Họ phát hiện ra Đàm Vĩnh Hưng, một trong năm người đang kiện bà Phương Hằng có mặt. Biểu diễn trong tiệc thôi nôi bé Hằng Hữu, Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng ôm micro, say sư hát trên sân khấu 8 năm trước, ít nhiều làm dân tình thấy thú vị. 8 năm trước, hình ảnh này chỉ mang ý nghĩa tô đậm thêm sự xa hoa, hào phóng của ông bà chủ Đại Nam trong việc tổ chức sinh nhật đầu đời cho quý tử. Còn hiện tại, nó lại là sự chớ trêu của duyên phận. Khi Đàm Vĩnh Hưng vừa tuyên bố gửi đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng, nội dung cụ thể của đơn thư không được phía Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, nhưng nam ca sĩ bật mí có liên quan đến cáo buộc của bà Phương Hằng trong việc thiếu minh bạch giải ngân tiền từ thiện miền Trung. Điều đáng nói là, không biết cơ duyên dẫn lối hay trùng hợp vô tình, ngày Đà Vĩnh Hưng công khai chuyện kiện tụng này là 21 tháng 9, đúng dịp sinh nhật của bé Huỳnh Hàng Hữu. Dân mạng vẫn bàn tán không ngớt về sự kiện này, cũng như sự thay đổi của hai bên sau 8 năm. Một đoạn clip khác ghi lại cảnh Đàm Vĩnh Hưng được mời về Đại Nam hát, khuấy động tưng bừng ở biển nhân tạo Đại Nam cũng được chia sẻ chóng mặt trên trang mạng. Câu chuyện ồn ào kiện cáo dựa trên những phát ngôn trên mạng xã hội, dù gì cũng là chuyện của hai bên. Nhưng điều mà công chúng quan tâm hơn đó là những cáo buộc về minh bạch tiền từ thiện của các nghệ sĩ có cơ sở nào hay không. Dân tỉnh vẫn mong đợi những giải trình cụ thể, rõ ràng, minh bạch của những nghệ sĩ quyên góp từ thiện. Đánh người trực chốt kiểm dịch, một nhân viên bệnh viện lãnh án 6 tháng tù. Kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm ngày 24 tháng 9, Tòa án Nhân dân huyện Đồng Xuân, Phú Yên đã tuyên phạt 6 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ đối với bị cáo Phạm Quốc Học, sinh năm 1985, nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Phú Yên. Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 10 tháng 9 vừa qua, Phạm Quốc Học điều khiển xe máy biển kiểm soát 78H3-7971 từ nơi làm việc Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Phú Yên về nhà ở thôn Tân Phú, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, Do học khai báo y tế không đầy đủ, nên hai nữ nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Đồng Xuân thường trực tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tỉnh Lộ 641, địa phận thôn Tân Hòa, xã Xuân Sơn Nam, hướng dẫn bổ sung thông tin theo quy định, nhưng học không thực hiện. Thế vậy, hai cán bộ công an làm nhiệm vụ tại chốt đề nghị học chấp hành đúng quy định về phòng chống dịch, nhưng học vẫn bất chấp. Một thành viên khác trong tổ công tác là Huỳnh Trí Linh, dân quân xã Xuân Sơn Nam, bước đến khuyên học bổ sung thông tin để con về nhà bởi đêm khuya đường vắng. Không ngờ học chỉ tay vào mặt anh Linh lớn tiếng chửi mắng thô tục, xúc phạm. Khi anh Linh đẩy tay học ra thì bị học đấm vào miệng nên tổ công tác thực thi nhiệm vụ tại chốt phải khống chế, đưa học về trụ sở công an xã Xuân Sơn, Sơn Nam, phối hợp công an huyện Đồng Xuân, lập biên bản phạm tội quả tang ngay trong đêm. Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra vụ xô sát giữa người dân với nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ngày 24 tháng 9, công an phường 4 quận 8 đã mời làm việc, lập hồ sơ ban đầu vụ xô xát giữa người dân với các nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn. Vụ xô xát được một người dân quay clip và đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Theo nội dung, một nhóm người dân gồm một người đàn ông và hai người phụ nữ xô xát với hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ y tế. Đáng chú ý, nhóm gồm một người đàn ông, hai người phụ nữ liên tục dùng bàn, ghế, nhựa ném về phía hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ y tế. Tại hiện trường, những tờ giấy ghi thông tin người lấy mẫu xét nghiệm rơi vãi khắp nơi. Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên, một nguồn tin từ công an quận 8 cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân, làm rõ hành vi của từng người trong vụ xô sát giữa người dân với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi làm rõ vụ việc, sẽ cung cấp cho các cơ quan báo chí sau liên tiếp bắt hai đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Đắk Nông. Ngày 24 tháng 9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an xã thuộc hai huyện Crono và Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, liên tiếp bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn hàng chục năm. Theo đó, vào ngày 22 tháng 9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an xã Tân Thành, huyện Crono bắt giữ đối tượng truy nã Phạm Hùng Sơn, sinh năm 1974, trú tại phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, khi mà hắn đang lẩn trốn trên địa bàn thôn Đắc Tân, xã Tân Thành. Theo cơ quan công an, Sơn là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản vào năm 1999. Trước đó vào ngày 21 tháng 9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đắc Nông đã phối hợp với Công an xã Nam Bình, huyện Đắk Song bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Thị Toa, sinh năm 1982, trú tại xã Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định, khi toa đang lẩn trốn trên địa bàn thôn 10, xã Nam Bình. Đây là đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vào năm 2011. Quá trình lẩn trốn, cả Sơn và Toa đều thay tên đổi họ nhằm trốn tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng nhận 16 năm tù từ việc vác dao đi đòi chó cưng. Ngày 24 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử hai bị cáo Phan Hoài Nam, hay còn gọi là Nam Cầy, sinh năm 1989, chú ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, và Huỳnh Văn Tuấn, sinh năm 91, chú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về tội giết người. Tại tòa, bị cáo Nam khai nhận do nóng ruột vì chó cưng mất tích nhiều ngày, nên sáng ngày 8 tháng 10 năm 2020, khi anh Trần Đình Mỹ, nhân viên tại quán bò Lì Em, đang lên mạng xã hội tìm chủ chó thất lạc, liền rủ Tuấn đến gặp quán anh Mỹ để xin lại con chó. Tuy nhiên khi đến nơi thì Nam và Tuấn bị anh Mỹ từ chối giao lại chó vì không có bằng chứng Nam chính là chủ của con chó lạc mà anh Mỹ đang nuôi giữ. Bực tức vì lý do này, đến 14 giờ chiều cùng ngày, Nam và Tuấn rủ thêm ba người bạn khác kéo nhau đến quán nhậu bò lì em để hiệp đồng đòi chó. Khi thấy nhóm của Nam cầm theo hung khí là dao nhọn, xông vào chửi bới, là hét. Tất cả nhân viên đang làm việc trong quán sợ hãi, vội vã bỏ chạy ra ngoài. Riêng anh Mỹ trong lúc hoảng loạn vì bị nhóm của Nam truy sát đã trượt chân ngã khi cố nhảy qua hàng rào. Thế vậy, Nam cầm dao lao tới, đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng bụng, khiến anh Mỹ thương tích 36%. Sau khi gây án, Nam bỏ nạn nhân ở hiện trường, vứt hai con dao xuống sông Hàn để phi tang rồi trở về nhà. Nhận xét hành vi của Nam rất côn đồ, coi thường pháp luật, bị cáo từng có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có và trộm các tài sản. Trưa ngày 24 tháng 9, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Nam 9 năm tù về tội giết người. Tuấn với vai trò đồng phạm tham gia tích cực trong việc truy sát nạn nhân bị tuyên phạt mức án 7 năm tù giam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối của bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin nào hữu ích, Quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với tin tức 24h TV. Lan Hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.